phân biệt mắt đỏ và đau mắt đỏ. Mắt đỏ chỉ kéo dài trong vài giờ do phản ứng của cơ thể trước các tác nhân kích thích tại mắt, như khi dụi mắt, có vật lạ bay vào mắt, khô mắt sau khi khóc, v.v. Trường hợp này, đỏ mắt có thể tự hết sau vài giờ khi đã được loại bỏ tác nhân kích thích. Đau mắt đỏ hay bệnh viêm kết mạc do virus nên rất dễ lây, thường xảy ra ở một bên mắt, sau đó lan sang mắt còn lại. Bệnh khiến mắt ra nhiều gỉ trong, trắng, có thể gây sốt cao, mệt mỏi. Trường hợp đau mắt do vi khuẩn khiến một mắt hoặc cả hai mắt có gỉ màu ngà đục, kèm theo cộm ngứa, khó mở mắt vào buổi sáng. Nhiều người bị dị ứng thời tiết, mùi dị ứng cũng khiến mắt đỏ, sưng phù nề, ngứa. Khi bị đau mắt đỏ, bạn còn giữ vệ sinh tay, mắt sạch sẽ, hạn chế dụi mắt, không sử dụng chung nước nhỏ mắt giữa mắt đỏ và mắt còn lại. Hạn chế sử dụng khăn mặt để lau mắt, hay dùng chung khăn mặt, hay sử dụng tăm bông, bông mẩm để vệ sinh mắt. Tránh cho mắt tiếp xúc với bụi, nước bẩn, không tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là các loại thuốc có tác dụng giảm đỏ mắt, ngứa mắt. Người bệnh cần nghỉ ngơi ở nhà từ 7 đến 10 ngày, có thể chườm lạnh giúp mắt giảm sưng, đau, giảm khó chịu ở mắt. Người sau khi khỏi bệnh còn sát khuẩn kính, giặt sạch chăn gối, khăn mặt để tránh tái nhiễm. Có thể mang kính bảo vệ mắt, ngăn ngừa lây bệnh cho các thành viên khác trong gia đình, tái khám mỗi 2 đến 3 ngày theo hẹn của các bác sĩ. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.